Đây thì quay và giới thiệu với anh em là hôm nay mình lại cập nhật cái tiến độ công trình của căn nhà Lim. Thứ nhất là gửi cho bác chủ nhà xem, và thứ hai nữa là gửi đến cho anh em theo dõi kênh Thợ Mộc. Cái chi tiết là đợt tới này mình sẽ lắp dựng cái căn nhà này ở Lục Nam, Bắc Giang anh em nhé. Cái nhà này thì lên sẽ rất là ưng ý, dáng lối mình làm cho anh em thợ nó làm cong mềm mại, và cái thứ hai nữa là cái kích thước nhà nó cũng rất là vừa khổ, cột cái đường kính 30, lên nếp nhà banh quanh khoảng 100m². Kẻ đang sơn lót, tiến hành sơn lót và đánh giấy ráp anh em nhé. Đấy, các bạn thợ đang làm nguội vành giấy ráp rất là kỹ. Đây các bạn nhìn này, chi tiết kẻ đấy, đục kênh bong thủ công, rất thủ công luôn anh em nhé. Sơn lót bóng nhẫy. Kẻ hiên, nhà này là nhà 5 gian hiên thông, thế nên là sẽ có 4 cái kẻ hiên dài như thế này. Sẽ có 4 cái kẻ hiên dài như thế này. Đây là cái nóc đây, các bác đây, nóc đây. Đấy, nóc đây, đây là ngưỡng ngưỡng bát đây, ngưỡng bát đầu cột đây. Đấy, còn đây là rui. Hoành rui. Đây là toàn bộ phần con trồng kẻ ngồi. Con trồng kẻ ngồi. Bàn rong đang tiến hành cho sơn lót thôi. Đây là hoành. Đấy, đây là hoành đây. Hoành rui đây, đầy đủ hết rồi đây. Đấy, đây là xà nách. Đây, câu đầu đây. Câu đầu rất là to. Đây, các bác nhìn này. Phình nhá. Câu đầu phình nhá. To, ghê gớm. Đấy, hoành đấy. Hoành đây, các bác nhìn này. Đấy, cả câu đầu to chưa. Đấy, hoành đấy. Hoành rui. Cái này là ván. Đấy, các cái ván. Ván bức thuận. Ván bức thuận đục tứ quý. Kênh bong chất gỗ rất là đẹp. Còn đây là dàn cột. Thì lót hết tất cả các chi tiết khác thì sẽ quay ra lót đến hàng cột. Cột hoành đấy. Hoành. Lót hết cái hàng này rồi bắt đầu lót đến hàng cột nhé anh nhỉ. Vâng. Đấy, hàng này thì chắc thì nay mai nữa là lót ổn hết được gì đâu. Cuối tháng là xong hết anh nhỉ. Cuối tháng là xong xong hết. Dạ, anh không đục nhưng mà anh làm lọc rướn hết như đập cổ. À, luôn. Đập cổ hết. Đúng cổ, đúng cổ đấy. Đúng cổ đấy. Nhất trí. Câu đầu ác kìa. Hoành tá tràng. Hoành tráng đấy. Hoành tá tràng đấy. Hoành đây. Đấy, các bác thợ đang phun sơn, phun lót. Đây là các cái tà đầu cột đây đúng không anh? Tà đầu cột đây, đây là đây rui. Rui đục chữ thọ đây đúng không? Đấy, rui đục chữ thọ đấy. Nét căng như này. Đấy, hoành như này chứ còn nói gì nữa. Nét căng hết. Ok.